Mời quý vị khán giả cùng đến với chương trình với khán giả truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung sau. Mục truyền thông chính sách sẽ là những quy định mới trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong luật đất đai năm 2024. Phóng sự phản hồi kiến nghị của ông Bùi Văn Niệm về vấn đề chồng lấn đất rừng ở phường An Tây, thành phố Huế. Trong mục từ ý kiến người dân. Cuối chương trình như thường lệ sẽ là mục tiếng nói chuyên gia. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, luật đất đai được Quốc hội khóa 15 thông qua vào ngày 18 tháng 1 năm 2024, gồm 16 chương, 260 điều, trong đó chứa đựng nhiều quy định mới theo hướng tiến bộ, chỉnh sửa, bổ sung các cơ chế, chính sách mới tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong vấn đề quản lý sử dụng đất đai. Một trong những nội dung của luật đất đai mới lần này đang nhận được sự quan tâm của người dân, doanh nghiệp và cả cơ quan ban ngành, đó là các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trong luật đất đai 2024 tại chương 7 gồm 21 điều, từ 91 đến 111. Trong công tác này, luật mới cũng quy định nguyên tắc nhất quán, đó là việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất phải đảm bảo dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, lập thời và đúng quy định của pháp luật. Vì lợi ích chung, sự phát triển bền vững, văn minh và hiện đại của cộng đồng, của địa phương, quan tâm đến đối tượng chính sách xã hội, đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Trong các quy định của luật đất đai 2024 về bồi thường hỗ trợ tái định cư, bên cạnh những kế thừa của luật cũ, có một số quy định mới theo hướng cởi mở, tạo điều kiện hỗ trợ cho người dân, cũng như thuận lợi hơn cho cơ quan làm công tác bồi thường hỗ trợ. Trước hết, về hình thức bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, luật mới đưa ra 4 hình thức, nhiều hơn 2 hình thức so với luật đất đai 2013, cụ thể như sau. Giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, bồi thường bằng tiền, xem xét bồi thường bằng đất khác mục đích sử dụng, xem xét bồi thường bằng nhà ở. Ngoài ra, theo khoản 7 điều 91, khi nhà nước thu hồi đất, nếu phần diện tích còn lại của thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định, nếu người sử dụng đất đồng ý thu hồi thì sẽ được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thu hồi, bồi thường và hỗ trợ quản lý diện tích đất này theo quy định của pháp luật. Trong quy định về luật thì có thể xem xét quỹ đất và địa phương để thực hiện cái bồi thường từ đất này sang đất khác. Trong đó đặc biệt là vấn đề là nhiều trường hợp thu hồi đất lớn. Ví dụ như là có một thửa đất ở chỉ có 300 m2 thôi, nhưng mà đất nông nghiệp là liên kết đất là lên đến 2.000, 5.000. Thì trước đây quy định luật đất đai 2013 không có. Bây giờ có thể xem xét cái vấn đề là bồi thường từ đất nông nghiệp đó sang đất ở. Đó là một trong những cái mà tôi nghĩ là thuận tiện trong quá trình thực hiện cái bồi thường giải phóng mặt bằng. Luật đất đai 2024 quy định kinh phí bồi thường hỗ trợ tái định cư do nhà nước đảm bảo. Việc chi trả tiền bồi thường hỗ trợ tái định cư sẽ được trả trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư có hiệu lực thi hành. Cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện bồi thường phải chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản. Nếu tiền bồi thường hỗ trợ bị chậm thì khi thanh toán tiền bồi thường hỗ trợ, người có đất thu hồi hoặc chủ sở hữu tài sản được nhận thêm khoản tiền chậm trả, tính trên số tiền chậm trả và thời gian chậm trả. Ngoài ra, trong công tác bồi thường về tài sản, luật cũng sửa đổi quy định đối với nhà ở, công trình, phục vụ đời sống của hộ gia đình cá nhân theo hướng bồi thường theo bằng giá trị xây dựng mới của nhà ở, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương. Các quy định về tái định cư cũng có những bổ sung sửa đổi theo hướng thiết thực, nâng cao quyền lợi cho người có đất bị thu hồi. Đó là bổ sung quy định cụ thể khu tái định cư phải đảm bảo các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đối với khu vực nông thôn đạt tiêu chuẩn đô thị mới, đối với khu vực đô thị đạt tiêu chuẩn đô thị và phù hợp với truyền thống văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng dân cư nơi có đất thu hồi. Địa điểm bố trí tái định cư ưu tiên lựa chọn khu đất có vị trí thuận lợi để hình thành khu tái định cư, ưu tiên tái định cư tại chỗ. Trong luật đất đai mới này có một điểm là bắt buộc là phải đầu tư thì hạ tầng về các cái dự án tái định cư trước và sẽ có cái vấn đề bố trí tái định cư trước khi thực hiện vấn đề thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng. Bắt buộc nhà nước phải thực hiện đi tìm cái đất khác để là đầu tư cái dự án tái định cư trước và sau đó là bố trí tái định cư đó, lúc đó mới thực hiện cái quyết định thu hồi, bồi thường. Là điều tố thứ hai mà tôi nghĩ là nó đã tác động vấn đề an sinh xã hội. Vấn đề thứ ba đó là cái đối với trong dự án trong đô thị
là có sự ưu tiên là phải bố trí tái định cư tại chỗ cho những hộ gia đình ở đó, chứ không phải là tìm chỗ đất quỹ đất đâu xa, mà phải ưu tiên trước là bố trí đó. Đó là một trong những cái nội dung mà tôi nghĩ là nó quán xuyến tổng thể trong quá trình thực hiện các bản quy hoạch vùng. Với những quyết định theo hướng xác định rõ vai trò, nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tạo thuận lợi cho cơ quan chuyên môn làm công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là quan tâm đến quyền lợi của người bị thu hồi đất, những nội dung về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trong luật đất đai 2024 nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu trong hội nghị phổ biến luật đất đai do Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức vừa qua. Mục tiêu cao nhất là sớm đưa các quyết định này vào thực thi, góp phần áp dụng luật đất đai một cách đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, gửi đơn thư đến chương trình với khán giả truyền hình, ông Bùi Văn Niềm, trụ tại tổ 10, phường An Tây, thành phố Huế, phản ánh những vướng mắc trong việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất gia đình ông đang ở và canh tác tại tổ 10, phường An Tây. Theo đó, ông Niềm cho rằng hồ sơ xin cấp giấy của mình không thực hiện được do phần đất mình đang quản lý sử dụng bị chồng lấn với đất rừng của công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Tiền Phong. Hiện phần đất bị chồng lấn, đo vẽ vào đất của công ty lâm nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty. Ông Niềm đã có kiến nghị làm rõ lên các cấp ngành, nhưng đến nay vẫn chưa được xem xét giải quyết. Phản ánh của phóng viên chương trình qua phóng sự sau. Tại thửa đất canh tác, trên đó có ngôi nhà của vợ chồng. Ông Bùi Văn Niềm bức xúc chỉ những vị trí đất của mình bị chồng lấn và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Tiền Phong. Đồng thời, ông trình bày, nguyên trước năm 1980, sau khi đi bộ đội về, ông đã canh tác và sử dụng đất sản xuất không có rừng để trồng cây ăn quả và cây lâu năm trên mảnh đất tọa lạc tại tổ 10, khu vực 5, phường An Tây, thành phố Huế, nay thuộc thửa số 6, tờ bản đồ số 92. Đến năm 1995, vợ chồng ông Niềm xây nhà ở và sinh sống ổn định trên mảnh đất nói trên từ đó đến nay. Trong thời gian sử dụng không có tranh chấp và hàng năm đều nộp thuế đất. Trong khoảng thời gian trước, Ban Quản lý đất nông nghiệp của xã Thủy An cũ, nay là phường An Tây, cũng thừa nhận việc sử dụng đất của gia đình ông Niềm là đúng mục đích, không hủy hoại đất, đất không bị lấn chiếm hoặc lấn chiếm đất của lâm trường. Từ khi có chủ trương của nhà nước là giao đất lâm nghiệp cho công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Tiền Phong quản lý theo quy định, tại thời điểm đo đạc diện tích bàn giao, theo ông Niềm đã đo nhầm phần diện tích đất của ông đang trồng keo vào diện tích đất bàn giao. Đến nay khi đo đạc là diện tích đất để làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất, thì ông Niềm mới phát hiện ra thửa đất mà gia đình mình tạo dựng đã bị chồng lấn trong phần đất của công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Tiền Phong. Do đó, việc đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Bùi Văn Niềm không thể thực hiện được. Ông đã nhiều lần đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Tiền Phong trả lại phần diện tích đất đã lấn chiếm, đồng thời gửi đơn đến các cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa được giải quyết. Bây giờ chứ nói phương nói bóc tách mà quá gì cả 2 năm trời nó mới chơi vậy. Thế chứ thì mình đang là yêu cầu ban ngành, các ban ngành giải quyết để cho dân, để cho được một cái ấy. Chứ chứ mà nếu mà nói về mà lấn chiếm thì tôi cũng chưa lấn chiếm. Liên quan đến những vấn đề ông Bùi Văn Niềm nêu ra, đại diện Ủy ban dân phường An Tây cho biết, vấn đề chồng lấn đất rừng giữa các hộ dân với công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Tiền Phong, không riêng của gia đình ông Niềm mà các ban ngành còn nhận được kiến nghị của 12 hộ dân trên địa bàn phường. Ngày 29 tháng 11 năm 2022, sau khi tiến hành kiểm tra hiện trạng, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh có báo cáo số 326 xác định bước đầu 13 hộ dân ở An Tây có chồng lấn đất với công ty Lâm nghiệp Tiền Phong. Các phần đất chồng lấn đều thuộc thửa số 28, tờ bản đồ số 84, tổng diện tích khoảng hơn 100 hectare, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty vào năm 2013. Đoàn kiểm tra của Sở cũng có kiến nghị Ủy ban dân tỉnh thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho công ty và có các phương án đo đạc cắm mốc lại hiện trạng để có hướng giải quyết những phần đất không thuộc quyền sử dụng hợp pháp của công ty Tuyền Phong. Trên cơ sở đó, ngày 30 tháng 11 năm 2023, Ủy ban dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định số 2825 ban hành quy trình thực hiện thu hồi cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do chồng lấn giữa các hộ gia đình cá nhân và công ty Lâm nghiệp Tiền Phong. Ngày 9 tháng 4 năm 2024, Ủy ban dân thành phố Huế đã giao cho Phòng Tài nguyên Môi trường, chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thực hiện quyết định của Ủy ban dân tỉnh.
Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Huế đã làm việc với các địa phương liên quan và đã có buổi tiếp xúc trao đổi thông tin với các hộ dân để tập hợp các hồ sơ, giấy tờ, đồng thời có kế hoạch thực hiện việc rà soát, xác định ranh giới và diện tích trồng lấn giữa các hộ gia đình với công ty Tiền Phong để tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố Huế xem xét cấp giấy cho các hộ dân liên quan theo thẩm quyền. Đến là sẽ thực hiện theo cái bước 2 của quy trình, thì sau khi có các cái mốc giới và ranh giới sơ bộ thì Ủy ban phường cũng sẽ tiếp tục chủ trì phối hợp với hạt kiểm lâm chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai để mời công ty trách nhiệm hữu hạn lâm nghiệp Tiền Phong và các hộ gia đình cá nhân có đất trồng lấn để đo đạc lập bản vẽ hiện trạng sơ bộ của thửa đất. Thì bước này thì thực hiện trong vòng 20 ngày. Và sau đó bước 3 thì sau khi có cái bản vẽ hiện trạng của thửa đất thì công ty trách nhiệm hữu hạn công ty lâm nghiệp Tiền Phong sẽ ra soát cái phần đất trồng lấn có thuộc của công ty hay không, của công ty quản lý hay không, và để xác định rõ cái thời điểm quản lý sử dụng. Riêng đối với phường Hằng Tây thì sẽ tổ chức ra soát thẩm tra nguồn gốc hiện trạng và quá trình quản lý sử dụng đất và tài sản trên đất, phạm vi ranh giới sử dụng đất của các hộ gia đình cá nhân có đất trồng lấn. Và sau khi thẩm tra thì sẽ có cái báo cáo đề xuất cụ thể chi tiết của từng trường hợp kèm theo hồ sơ liên quan để gửi đến Phòng Tài nguyên Môi trường. Trong đó thì có cái hồ của liên quan là ông Hồ Văn Niệm. Như vậy, kiến nghị của gia đình ông Bùi Văn Niệm về việc diện tích đất canh tác của gia đình mình bị trồng lấn và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty lâm nghiệp Tiền Phong là có cơ sở. Hiện việc này đang được Ủy ban nhân dân thành phố Huế xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Vấn đề còn lại là việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhằm sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân đúng quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Mục tiếng nói chuyên gia hôm nay là những nội dung tư vấn pháp luật của luật sư Nguyễn Văn Kỷ. Tư vấn khán giả gửi đơn đến chuyên mục khán giả với truyền hình TRT Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế. Ông Hồ Văn Niệm hiện thường trú tại tổ 10, khu vực 5, phường An Tây, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nội dung vụ việc ông trình bày: ông là chủ sử dụng đất đối với thửa đất số 6, tờ bản đồ số 92, tọa lạc tại phường An Tây, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thửa đất trên ông khai hoang sử dụng trước năm 1980 và canh tác đất để trồng cây ăn quả và làm nhà ở. Trong quá trình sử dụng đất, gia đình ông làm nhà ở đóng thuế, sử dụng đất ổn định đúng mục đích theo quy định pháp luật. Đồng thời là không có tranh chấp, không hủy hoại đất, đất không bị lấn chiếm hoặc không lấn chiếm đất của lâm nghiệp. Hàng năm là ông đã đóng thuế đầy đủ. Vào năm 2013, do có chủ trương của nhà nước là giao đất khu vực rừng thông cho kiểm lâm quản lý theo quy định của pháp luật. Tại thời điểm đó đạt diện tích bàn giao thì công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên lâm nghiệp Tiền Phong đã kê khai trồng lấn diện tích đất thuộc chủ sử dụng đất là ông Niệm vào đất của lâm trường và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên cho công ty lâm trường Tiền Phong. Đến năm 2020, ông Niệm là tiến hành thủ tục lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Thì đất lần đầu đối với nhà đất nêu trên thì mới biết là có sự trồng lấn. Sau khi phát hiện đất của mình bị trồng lấn thì ông đã nhiều lần kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền bóc tách đất của ông nhưng không được thực hiện. Đến nay cùng hơn 4 năm tiến hành các thủ tục nhưng vẫn chưa được xem xét giải quyết, nên ông có gửi đơn đến chuyên mục truyền hình phản ánh để gia đình ông được tạo điều kiện hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Luật sư tư vấn trường hợp của ông Hồ Văn Niệm nội dung như sau: căn cứ vào điều 203 thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai. Tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà không thành thì được giải quyết như sau: tranh chấp mà các đương sự là không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc không có một giấy tờ quy định tại điều 100 luật đất đai năm 2013 thì đương sự chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định là nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có quyền thẩm quyền xử lý tại khoản 3 điều này. Thứ hai là khởi kiện ra tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. Và trường hợp đương sự lựa chọn giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân
cấp thẩm quyền thì việc giải quyết tranh chấp đất đai là được thực hiện như sau. Trường hợp tranh chấp giữa hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện giải quyết. Nếu không đồng ý quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện ra Tòa án Nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính. Trên đây là nội dung tư vấn cho trường hợp của ông Hồ Văn Niệm. Chương trình với khán giả truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.